Đây là cái sen cạn đợt đi mù căng trải đã chủ nhà tặng mang từ mù căng trải về. Bây giờ đã nở như thế này và thành quả là như thế này. Đấy. Như này cho mấy lan đột biến đây. Lan đột biến tại vườn của tôi khoảng 30 triệu. Nó rẻ mà. Cái lan gì? Đây lan gì? Đây là lan gì? Cá mập. Cá mập à? Còn đây là hồng gì? Hồng nhung à? Nó đỏ thế à?
7 phút. Lan gì mà như tai quay này? Lan tai quay à? Lan gì? Lan hồ điệp đạn. Tôi phải quay nó không đồng lên trên này. Không phải lan tai voi của lính Trường Sơn hái để nấu canh ăn tai voi. Trời mưa nó mới tươi. Nắng nó héo. Đấy. Thế là được 7 phút, thế là được rồi. Tôi mua bao phải trái. Tôi mua nhiều quá.